Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu. Tình hình này dễ gây ra mất an toàn về điện, đe dọa tính mạng sức khỏe người dân. Để chủ động đảm bảo an toàn điện tại những địa bàn bị ngập úng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh EVN-HCMC đã có kế hoạch huy động toàn bộ cán bộ công nhân quản lý vận hành lưới điện của các đơn vị thành viên, tổ chức ứng trực, khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Trong trường hợp cần thiết, tiến hành cô lập các trạm biến áp, hệ thống lưới điện tại những địa bàn bị ngập, tổ chức tháo dỡ các thiết bị điện có khả năng bị ngập để đảm bảo an toàn điện. Các đội quản lý lưới điện bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đối với những khu vực thường xuyên bị ngập để kịp thời xử lý các điểm mất an toàn điện, bảo đảm an toàn, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. EVN-HCMC cũng khuyến cáo người dân khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, rò điện. Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chặn cột. Cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình nên đặt ở vị trí cao khô ráo để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh rò điện khi mưa to gây ngập. Khi có nguy cơ bị ngập nước, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện, không chạm đến bất kỳ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt. Không chặt cây gần đường dây điện có thể bị phóng điện. Không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu công trình điện. Khi di chuyển qua các khu vực có đường dây điện giao chéo với đường thủy, cần chú ý khoảng cách tĩnh không của dây điện để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền bè khi đi qua các khu vực này. Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống thì không đến gần, ngăn người khác và súc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện thông qua tổng đài 1900 545454 và chính quyền địa phương nơi gần nhất.